Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thanh Hằng đang đứng cạnh một vị khách mời, một người mà Thanh Hằng thực sự cũng rất thần tượng, cũng rất ấn tượng về chị. Vâng, xin chào chị, là chị Mai Hoa, người phụ nữ của anh Trần Lập, vợ của anh Trần Lập. Xin chào chị. Cảm giác của chị, cảm xúc của chị trước live show vào ngày mai Trần Lập hẹn gặp lại của chị như thế nào? Với cái live show lần này, nó là một live show rất đặc biệt đối với tôi. Bởi vì giờ đây anh đã không còn như những live show trước là anh hiện hữu. Giờ đây anh đã đi xa rồi, mà cũng sắp tới ngày giỗ đầu nữa. Nên cũng như là tôi như cảm nhận rằng đó như truyền tải, truyền tin của anh rằng là anh muốn có một live show để tôn vinh anh, tôn vinh ban nhạc về những cái cống hiến mà anh và ban nhạc đã gây dựng nên, đã thành công trong những năm qua và đã cùng anh em, bạn bè cùng chung tay để làm nên một live show rất là ý nghĩa này. Nó thật là đặc biệt, nó trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp của anh và tôn vinh các anh em trong ban nhạc Bức Tường, tôn vinh những anh em trong ban nhạc Bức Tường. Và trong cả một quá trình khó khăn vất vả như vậy, anh cũng tôn vinh những đã gặp được những người bạn tri kỷ, những người em anh em thân thiết đã giúp anh để có một bức tường vững mạnh ngày hôm nay. Thưa chị, sau sự ra đi của anh, nó là một sự mất mát rất lớn. Tuy nhiên, chị vẫn với những đứa con của mình, chị vẫn luôn vững bước. Vậy đâu là nghị lực, đâu là động lực mỗi khi chị nghĩ đến để vượt qua được nỗi đau này? Mất anh đó là một cái sự mất mát rất là lớn đối với tôi và các cháu, cũng như là với anh em trong ban nhạc vậy. Và cũng chính âm nhạc của anh đã truyền cảm hứng cho mẹ con tôi và cũng cả anh em những ban nhạc nữa. Họ đã giúp đỡ, anh em bạn bè đã giúp đỡ mẹ con tôi để vượt qua. Và tôi nghĩ đó là âm nhạc của anh, của Bức Tường, cũng như tôi truyền cảm hứng cho tôi, cảm hứng cho những các bạn trẻ, những ai đó đang gặp khó khăn khi nghe những lời hát, cất lên những lời hát của anh, họ có thể luôn nhớ đến anh và họ có thể vượt qua những gian khó để đứng vững. Chị có ý định sẽ cho các con của mình tiếp nối sự nghiệp của cha chúng không ạ? Tôi nghĩ anh cũng vậy, anh cũng muốn các cháu phát triển tự nhiên. Nếu các cháu mà có khả năng, có tài năng thì các cháu cứ tự do phát triển và chúng tôi cũng sẽ góp một phần để có thể cùng các cháu. Và một câu hỏi cuối muốn dành cho chị. Chị chờ đợi, mong chờ và sẽ lắng nghe tất cả những ca khúc của live show Trần Lập hẹn gặp lại ngày mai như thế nào? Thật sự là với tình cảm mà tất cả mọi người, từ ekip tổ chức, rồi đến anh đạo diễn, rồi tất cả các ca sĩ, các đồng nghiệp, họ đã thể hiện bài hát của anh với một nhiệt huyết để nhớ về anh. Đó là niềm động viên và cũng là sự xúc động rất lớn đối với gia đình chúng tôi.